Là thôn trung tâm của xã Lộc Thanh, thôn Thanh Hương 1 có 215 hectare với 374 hộ gia đình và 1.364 nhân khẩu, được chia làm 4 cụm dân cư. Trong đó, người dân theo đạo Công giáo chiếm 99% và chủ yếu sống bằng nghề nông. Tháng 8 năm 2019, bản quy ước thôn được Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc công nhận tại quyết định số 2418 ngày 9 tháng 8 năm 2019. Ban thôn đã tổ chức niêm yết tại hội trường thôn để phổ biến quán triệt rộng rãi đến người dân biết và thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện quy ước, xã cũng chỉ đạo hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số nội dung cho phù hợp với quy định chung và tình hình thực tế tại cơ sở. Cụ thể như vận động người dân đoàn kết xây dựng nông thôn thông minh, loại bỏ các tập tục lạc hậu như thực hiện nếp sống tốt đời đẹp đạo, không có hiện tượng mê tín dị đoan, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng, tích cực tham gia tuyên truyền và đóng góp xây dựng nông thôn mới, xây dựng các công trình công cộng, điểm vui chơi. Đến nay, đường làng, ngõ xóm đã được bê tông hóa hơn 90%, đời sống của người dân được nâng cao. Thôn có 96,5% hộ gia đình văn hóa, 100% hộ dân được dùng nước sạch trong sinh hoạt. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 55 triệu đồng trên người trên năm. 50% hộ dân trong thôn đã tự trang bị bình chữa cháy trong nhà. Thôn cũng đã xây dựng thành công mô hình các tuyến đường xanh sạch đẹp. Hội trường thôn ngày càng khang trang sạch đẹp là nơi sinh hoạt chung của người dân trong thôn, góp phần nâng cao đời sống và thừa hưởng văn hóa tinh thần của nhân dân. Việc đưa hương ước vào cuộc sống của thôn Thanh Hương 1, xã Lộc Thanh đã phát huy được vai trò là công cụ quản lý, điều chỉnh hành vi ứng xử trong cộng đồng dân cư, từ đó tạo nên môi trường văn hóa nông thôn mới văn minh hiện đại. Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng đường làng ngõ xóm, xây dựng công trình công cộng, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế được triển khai, phát triển sâu rộng, tạo nên bộ mặt nông thôn thay đổi cả về chất và lượng. Đặc biệt, các hương ước thực sự trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho thôn trong quá trình tạo sự đồng thuận của người dân trong xây dựng nông thôn mới cũng như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Ban thôn cũng tuyên truyền vận động cho người dân nắm để hiểu được những cái văn bản của cấp trên cũng như là thông tin hai chiều về cấp ủy và phía ủy ban địa phương để kịp thời nắm bắt thông tin cũng như là giải quyết những phát sinh trong quá trình thực hiện quy ước hương ước của khu dân cư